giả nhé, nhưng hàng giả nó rất là giống thật luôn. Cái cây này tương đối là to đấy, các bạn thấy rằng nó còn bé hơn cây này một chút đó. Bây giờ mình sẽ quay về cái phần chân này đó. Bên này là phần men này, các cái mảng này hàng giả như hàng thật đấy, nhưng hàng giả thì sẽ được hàng giống thật hàng như hàng đố. Nếu như mà trên mình nhìn dựa của nó bên ngoài thì mình sẽ thấy trên cây nanh bao giờ nó có hai đường dẫn đấy, đường dẫn này người ta gọi là đường dẫn màu. Thế nên mình nhiều bạn không biết thì các bạn nhiều khi hay đi xem phim các bạn thấy các bạn có một vài cái dòng về gấu hoặc là về xương mặt đó, thì những cái dòng đó thì mình không hề có cái đường dẫn kia, chỉ có những hàng mà làm thành tích đó, giống như cây mình đang quay này. Thì nay ngày thì sẽ được cổ xương nhé, và nghe như thế ở cây này thì tương đối là to, chiều dài khoảng đưa là 11 phân. Như bên mình cũng có một số cây nó nhỏ hơn, khoảng từ 10 phân một cục hơn sẽ đến 12 cm. Đó, thì là ví dụ các bạn thích lỗ nào thì các bạn nhắn tin qua mình sẽ chụp mình một qua để các bạn chọn lựa những mẫu làm sao kích thước phù hợp với nghề của các bạn. Đó, như bên mình có nhận gia công bạc hoặc là bạc vàng nhé, các bạn cứ inbox qua. Các bạn không biết gì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình.